Cái bằng có thật hay chỉ là huyền thoại? Trong tiểu thuyết của Kim Dung, cái bằng còn được biết tới với danh hiệu giang hồ đệ nhất cái bằng, có bằng hội trải rộng khắp tứ phương bốn biển. Bằng phái này từng sản sinh nên nhiều bậc đại anh hùng như Hồng Thất Công, Tiêu Phong, nhưng cũng có những kẻ là ngụy quân tử như Trần Hữu Lượng, Trang Tụ Hiền. Trên thực tế, những người hành khất ở thời nào cũng có, nên cái bang là bang hội thực sự tồn tại trong xã hội Trung Quốc, đồng thời sở hữu những bí mật và các quy tắc ngầm ít ai biết tới. Những tổ nghề nổi danh thiên hạ. Cái bang là môn phái phát triển mạnh mẽ nhất và luôn chiếm một vị trí đáng kể trong võ lâm Trung Nguyên. Danh tiếng trên giang hồ của cái bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài ngọa hổ táng long thời nào cũng có. Cũng trong các tác phẩm kiếm hiệp, cái bang sở hữu tuyệt học võ công bao gồm Hàng Long Thập Bát Trường và Đả Cẩu Bổng Pháp. Cái bang ngoài xã hội hiện thực chính là những người ăn xin. Họ bị coi là tầng lớp dưới cùng của xã hội, lấy việc hành khất làm kế sinh nhai. Tổ chức của những người này thường được biết tới với tên gọi cái bang. Cái bang xuất hiện ở các thành thị phồn thịnh từ thời nhà Tống. Mạnh Nguyên Lão trong cuốn Tokyo Mộng Hoa Lục từng ghi lại, những người ăn xin này cũng có quy củ, chỉ cần hành động có chút buông lỏng liền bị xử trí. Tầng lớp này phát triển qua các triều đại Nguyên, Minh đến thời nhà Thanh đã có số lượng tăng lên đáng kể. Mọi nghề trong thiên hạ đều có tổ nghề, nghĩa là người sáng lập, và cái bang cũng không ngoại lệ. Những tổ nghề được các đệ tử bang hội thờ phụng gồm có Phạm Đan, Chu Nguyên Chương, Võ Tòng, Tần Quỳnh, Ngũ Tử Tư. Trong đó, Phạm Đan là vị tổ sư có thần uy lớn nhất vì ông chính là người đã có công cứu mạng Khổng Tử. Sự ra đời của Đả Cẩu Bổng. Theo nhiều giai thoại truyền lại, năm xưa, Khổng Tử trên đường chu du liệt quốc đi tới địa phận nước Trần thì cạn lương thực, liền được Phạm Đan cứu giúp mới tai qua nạn khỏi. Để đáp lại ân tình của Phạm Đan, Khổng Tử đã nói, phàm là những nơi trên cửa có chữ viết, trên tường có tranh vẽ, trong nhà có nhiều sách, đều là đệ tử của ta, ông muốn gì cũng có. Sau đó Khổng Tử lại hỏi Phạm Đan, môn đồ của ông có đặc điểm gì? Phạm Đan nói, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời chính là đệ tử của tôi. Rồi hỏi lại rằng, nhà của đệ tử Nho gia đều có chó giữ của, làm thế nào để đối phó được? Khổng Tử khi ấy nghiêm mặt đáp, chó cắn thì cầm gậy đánh. Chính vì vậy, những người ăn xin có thứ pháp bảo gọi là đả cẩu bổng, tức là gậy đánh chó, còn được gọi với tên khác là gậy xin cơm. Về sự tích của đả cẩu bổng, dân gian còn lưu truyền một giả thuyết khác. Theo đó, loại pháp bảo này được truyền lại từ thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Năm xưa, Chu Nguyên Chương gặp cảnh nghèo túng, phải lưu lạc giang hồ, ăn xin dọc phố. Ông từng được hai người ăn mày cứu giúp, nên sau khi bình định tứ hải đã hạ lệnh tìm họ để báo đáp ân tình, được hoàng đế ban thưởng chức tước, nhưng hai người ăn mày này từ chối. Chu Nguyên Chương liền thưởng cho mỗi người một cây gậy gỗ dài một thước, phía trên có túi, hai bên có hình bông lúa, một cây gậy màu vàng, một cây màu xanh, đều có khắc chữ can. Sau này, hai chiếc gậy đó được coi là tín vật của thủ lĩnh đứng đầu cái bang. Cũng chính từ đây, hai nhánh của cái bang được hình thành. Những người theo phái hoàng can, tức là gậy vàng, chủ yếu là các quý tộc gặp cảnh nghèo túng. Bang chủ thường là các vương công bối lạc. Những người này thường sẽ không ăn xin trên phố, chỉ đến các ngày lễ Tết trong năm mới đi khất thực. Nhóm người theo lam can, tức là gậy xanh, là những người khất thực bình thường. Họ thường đi thành nhóm hai người, một hát khúc, một gõ trống. Khi đến các cửa tiệm, chủ tiệm sẽ chủ động ra cửa đưa 5 đồng tiền. Nếu không có thủ tục này, hôm sau sẽ là 4 người, sau đó là 6 người, 8 người tìm đến cửa hàng. Số lượng hành khách tụ tập tại đây cứ vậy mà tăng theo cấp số nhân. Họ cứ đứng vây trước cửa, không nói lời nào. Chủ quán muốn yên ổn làm ăn thì buộc phải bố thí. Cũng có tài liệu lý giải rằng, đả cẩu bổng pháp có nghĩa là dùng gậy trúc để đánh ác cẩu. Cho nên lúc đi hành khất, người của cái bang thường mang theo một cây đả cẩu bổng để phòng khi cho giữ tấn công. Vì sao? Do kinh nghiệm thực tế đánh ác cẩu mà người của cái bang đã đúc kết thành bí kíp. Trên thực tế, những cây đả cẩu bổng phổ biến được sơn màu đỏ, bên trên cũng có túi màu đỏ, dùng để treo ở các nhà hoặc những nơi dễ thấy. Tân bang chủ kế nhiệm đều phải cúi đầu hành lễ trước tranh vẽ tổ nghề và đả cẩu bổng. Những người muốn gia nhập cái bang cũng đều phải hành lễ trước cây gậy này. Tại Trung Hoa, trong nhiều tài liệu viết về côn cũng có đề cập tới đả cẩu bổng pháp. Sức mạnh thực sự của cái bang. Mặc dù là nhóm người có địa vị xã hội thấp nhất, nhưng đa số kiên cường, phẩm cách cao thượng. Điểm mạnh đầu tiên của phái này chính là lực lượng đông đảo và rất đoàn kết.
Về trình độ võ thuật, nhiều ghi chép có khẳng định võ cái bang trên thực tế có ảnh hưởng và tổng hợp của rất nhiều môn phái khác nhau, bắt nguồn từ một lực lượng rất đông đảo, có khi lên tới hàng chục vạn người. Theo nhiều nhà nghiên cứu, võ công cái bang có ưu điểm là tính thực dụng và thực chiến cao, không duy trì giữ gìn lễ nghi và lề thói như những môn phái khác. Võ công của cái bang chuyên đánh lạc hướng đối phương nên thoạt nhìn có vẻ lén lút xấu xí. Nó không ảo diệu thâm thúy mà hướng tới yếu tố đơn giản, hiệu quả. Cái bang cũng sở hữu hệ thống quyền thuật đa năng, bởi người của phái này hoàn toàn có thể học võ của các môn phái khác. Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng lớn của võ thiếu lâm, tuy nhiên võ của cái bang bị pha tạp và không có quyền pháp đặc trưng, chủ yếu thiên về những yếu tố giống như võ tổng hợp ngày nay. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Sự thực bất ngờ về Đả Cẩu Bổng Pháp. Sau nhiều đời trưởng môn, Đả Cẩu Bổng dần được cải biến, trở thành sự tinh diệu của Bổng Pháp với kình lực mạnh mẽ. Trên thực tế, Đả Cẩu Bổng Pháp gồm 36 chiêu thức, chia theo 8 chữ khẩu quyết, buộc, đập, trói, đâm, khều, dẫn, khóa, xoay. Kỹ pháp này thi triển theo đường lối tứ lạng bạt thiên cân, nghĩa là 4 lạng bạt ngàn cân. Tùy tình hình địch thủ mà có thể sử dụng một trong 8 chữ khẩu quyết này là có thể giành chiến thắng. Điểm lợi hại của bài võ này là người võ công kém hơn khi đụng đối thủ mạnh cũng có thể chiến thắng. Bởi chiêu thức Đả Cẩu Bổng Pháp được coi là rất tinh diệu, biến ảo. Có thể khẳng định, mặc dù không tới mức cao siêu, thâm hậu như trong tiểu thuyết của Kim Dung, nhưng Đả Cẩu Bổng Pháp vẫn là một trong số hiếm hoi những bí kíp thực sự tồn tại. Đáng tiếc rằng, do cái bang đã thất truyền, nên câu hỏi Đả Cẩu Bổng Pháp liệu có ảnh hưởng tới những bài côn pháp của võ thuật ngày nay như ổ sô, võ cổ truyền hay không vẫn còn là điều bỏ ngỏ. Ngoài Đả Cẩu Bổng Pháp, cái bang còn được cho là sở hữu Đả Cẩu Bổng Trận, dùng để dàn trận trong chiến đấu, có tác dụng rất lớn trong các trận chiến giáp lá cà. Để thực hiện trận pháp này, cả nhóm tương trợ nhau công thủ, một người bị thương, nhiều người tương trợ. Những hình thức xin tiền không tưởng. Vì có số lượng thành viên đông đảo, phân bố rộng khắp, nên cái bang ở bất kỳ địa phương nào cũng sở hữu thế lực không nhỏ. Các gia đình giàu có muốn tổ chức việc gì, trước nhất đều phải mời bang chủ cái bang đến dự, thậm chí còn an bài ghế trên cho ngồi. Bang chủ đến nơi sẽ đem Đả Cẩu Bổng treo ở cửa chính. Những người ăn mày khác biết bang chủ ở bên trong cũng không dám gây rối. Chủ nhà cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ngược lại, nếu nhà có đại sự mà không mời bang chủ, những kẻ ăn xin sẽ tìm đến quấy rối, có cho tiền cũng không đuổi đi được. Lúc này, chủ nhà không còn cách nào khác, đành phải lạy lục xin hòa giải, tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn để êm chuyện. Một số cái bang còn xưng hùng tại địa phương, nhiều thân phận được thừa nhận chính thức. Theo đó, tiền của cái bang thu được cũng được chính quyền ngầm thừa nhận. Các cửa tiệm muốn yên ổn làm ăn sẽ phải đóng một loại phí bảo hộ cho bang chủ. Sau đó bang chủ sẽ xuất ra giấy tờ hoặc tín vật dán lên tường nhà để chứng minh tính hợp pháp của cửa tiệm. Đây chính là bùa hộ mệnh cho các chủ tiệm tránh được nạn ăn xin để yên ổn làm ăn. Ăn mày cũng phải có luật lệ. Nếu muốn hành nghề ăn xin tại khu vực nào đó, người này nhất định phải được cái bang ở địa phương thu nhận. Ăn mày muốn gia nhập bang phái sẽ phải được hai người là văn võ tiên sinh tiến cử, sau đó tiến hành bái sư thì mới được chính thức công nhận và hành nghề. Nghi thức bái sư sẽ được cử hành trong hương đường, tức nhà thờ tổ. Sư phụ sẽ đứng cạnh bàn thờ, hai bên là văn võ tiên sinh. Đồ đệ sẽ quỳ gối lên một cây gậy để tuyên thệ. Tiếp đó, sư phụ sẽ lần lượt cầm các công cụ hành nghề, gồm có ống trúc dùng để móc mắt, nước để lấy máu, cờ dùng để hành lệnh. Đồ đệ phải trả lời đúng công dụng của những đồ vật này thì mới hoàn thành nghi lễ nhập bang. Khi gia nhập bang phái, người ăn mày trước đó có của nải gì đều phải giao nộp cho sư phụ. Sư phụ sẽ dùng số tiền này để mua thêm quần áo cho đồ đệ vào mùa đông, mua thuốc chữa bệnh hoặc mai táng cho những đồ đệ xấu số. Bang ở các nơi có nhiều điểm bất đồng nhưng quy củ lại rất thống nhất. Theo đó, hành khất thì không được trộm cắp, không được ăn nói sảng bậy, không được nghe lỏm chuyện gia sự của người khác, chỉ được ăn xin ở cửa hoặc cổng chính, không được xông vào nhà. Thời Dân Quốc, ở Hán Khẩu còn đặt ra 10 điều băng quy cho cái bang, trong đó có những điều cấm như cấm qua lại với gái làng chơi, cấm làm nội gián, cấm gây xích mích tạo thị phi. Nếu vi phạm những điều này, đệ tử cái bang nhẹ thì bị phạt quỳ rồi dùng roi gai đánh, nặng thì móc mắt, chặt tay chân, cắt lưỡi, thậm chí nhét vào bao rồi mang đi chôn sống.
cái bang chân thật trong lịch sử chính là những tầng lớp ở đáy cùng của xã hội, vì sinh tồn mà kết thành tổ chức. Họ không có cơ hội hành hiệp trượng nghĩa, lại vì mưu sinh mà phải làm ra một số thủ đoạn. Âu cũng là do số phận, giang hồ đưa đẩy mà thành. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!